đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng đã. Chị bỏ ra, chị bảo ai là ăn trộm. Em về sớm thế. Ôi kìa, em làm cái gì đây? Vừa về nhà đã bị điên rồi. Ô tô nhà mình đâu? Chồng này, sắp giỗ ông ngoại rồi đấy. Nay vợ mua nhiều đồ cho mẹ lắm. Trưa nay chồng qua đón vợ rồi cả ai cùng đi. Em tự đi đi, anh còn rất là nhiều việc. Được nghỉ trưa có một tí cũng bắt chồng qua đón qua đưa nữa. Nhưng mà nhà mẹ ở xa, hôm nay vợ mua nhiều đồ. Nhà mình có xe ô tô, chồng qua đón vợ có sao đâu. Nhưng mà anh rất là nhiều việc. Thế thì anh đưa chìa khóa xe ô tô cho em đi. Đằng nào anh để xe ở công ty cũng có làm gì đâu. Em sẽ tự lái cho chủ động. Em làm sao thế nhở? Anh có bao nhiêu là việc, chứ có phải đến công ty là xong chuyện đâu. Thôi, em đừng có lằng nhằng nữa. Này, em cầm lấy tiền mà đi cho chủ động. Anh đi làm đây. Này anh Trọng. Chồng ơi, chồng qua ngõ 60 Dương Khuê đón vợ được không? Nay vợ mang nhiều đồ lắm mà xe đã chết máy rồi. Anh đang chuẩn bị họp rồi, em tự xử lý đi. Đây là xe của nhà tôi mà. Cô lái, tại sao cô lại đi xe nhà tôi? Chị bị điên à? Xe ô tô của tôi thì tôi đi. Chị là ai mà tự dưng ra nhận xe của mình vậy? Đây là chủ xe, đây là xe của nhà tôi. Biển do tôi bấm, làm sao mà tôi nhầm được. Này, chẳng nhẽ tôi tự dưng tôi biến cái xe của chị ra đây được chắc? Tóm lại là chị nhận nhầm rồi, thế thôi. Ê này, đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng đã. Nhỡ đâu ấy, cô ăn trộm xe của nhà tôi tiền sao? Chị bỏ ra, chị bảo ai là ăn trộm hả? Chị nói như vậy, tôi mới lại nghi ngờ rằng không biết có phải chị mới là người lừa đảo định dàn cảnh để ăn vạ xin tiền không đấy. Này, cô nói cái gì đấy? Tôi sẽ gọi cho chồng tôi để xác minh. Sao? Không ai nghe máy à? Thôi thôi, chị gái ơi, không phải diễn nữa đâu. Tôi nói thật nhá, nhìn người như chị ý, thì làm gì có tiền mà mua ô tô. Lại còn bày đặt. Anh này, cô kia. Sao thế nhở? Cô lúc có việc gọi thì không được. Và đây rõ ràng là xe của nhà mình mà. Em về sớm thế. Ôi kìa, em làm cái gì đây? Vừa về nhà đã bị điên rồi. Em điên vì tìm cái điện thoại của anh đấy. Còn mỗi cái điện thoại thôi mà vợ liên lạc vào lúc nào cũng không được là sao? Có phải lúc nào anh cũng ôm khư khư cái điện thoại, em gọi là phải nghe đâu, anh bật bỏ dừ ra được ấy. Thôi được rồi, chuyện điện thoại ấy, em bỏ qua. Nhưng mà em hỏi anh, ô tô nhà mình đâu? À, ô tô thì anh để dưới hầm ấy. Sao tự nhiên em lại hỏi thế? Nay em đi đường, em thấy một con ô tô giống y hệt ô tô nhà mình. Chưa hết, biển số xe cũng giống. Em gọi điện cho anh để hỏi cho ra nhẽ thì không liên lạc được. Em còn tưởng ô tô nhà mình bị ăn trộm. Trộm là sao được, anh để ở công ty nhá, bảo vệ trông đàng hoàng mà. Chắc là em mệt quá là nhìn nhầm đấy. Chỉ cần thay đổi một số trên biển số xe ấy, nó cũng là cái xe khác mà. Nhưng mà chắc là hôm nay em hoa mắt nên là nhìn nhầm rồi. Mà thôi, em đi vào nhà để anh đấm bóp thôi nhá. Nhưng mà em vẫn tức lắm.
Người ta còn bảo em là nhìn là đã biết không có tiền để mua ô tô rồi cơ. Thì em cứ kệ cô ta đi. Cô ta thì biết cái gì nào. Vợ anh á, đường đường là một tổng giám đốc, chỉ là sống giản dị thôi. Thôi, nghe lời anh, vào trong nhà anh đấm bóp cho nhá. Anh tìm ai? Này, em diễn hơi bị nhập tâm quá rồi đấy nhá. Chuyện em mà lại, chắc có khi em phải chuyển nghề sang làm diễn viên chuyên nghiệp mới đúng ấy. Thật sự ấy, em diễn xuất đỉnh thật luôn ấy. Con vợ anh á, nó không nghi ngờ một tí gì luôn. Nó cứ tưởng là nó nhìn nhầm thật. Chuyện lúc đấy em mà nao núng thì bây giờ có mà hai đứa mình đi toi rồi à. Mà nhá, hôm qua lúc em gặp con vợ anh ấy, trông cô ta nhếch nhác lắm, tay xách nách mang, xong rồi lại còn phải dắt bộ cái xe máy nữa ấy, thương thế. Trong lúc đấy nhá, thì em đang ngồi trong ô tô điều hòa mát rượi ra, thế mới thấy sung sướng cuộc đời. Em thấy chưa, em thấy anh thương em đến đường nào chưa. Thế bây giờ tưởng gì cho anh nào. Đợi em tí nhá, chắc là ship đến đấy. Ở đây. Yên tâm, tôi đến không lấy gì của cô đâu. Tôi đến để đòi lại những thứ của mình thôi. À, sao chị lại xông vào nhà tôi? Từ từ, chị. Vợ, sao? Sao em lại ở đây? Sao? Anh bất ngờ lắm à? Anh nghĩ những cái mánh khóe nhỏ của anh có thể qua mắt được tôi á? Anh đánh giá quá thấp IQ của tôi rồi đấy. Nhưng mà anh vẫn tức lắm. Ta còn bảo em là nhìn là đã biết không có tiền để mua ô tô rồi cơ. Thì em cứ kệ cô ta đi. Cô ta thì biết cái gì nào. Vợ anh á, đường đường là một tổng giám đốc, chỉ là sống giản dị thôi. Thôi, hình như mình chưa nói với anh ấy người đi xe là phụ nữ. Tại sao anh ấy lại biết? Uổng công bao nhiêu lâu nay, tuần nay lưng ra làm, tôi chật vật kiếm tiền để mua con xe ô tô ấy, cho bản thân, cho gia đình. Nhưng mà đến khi tôi cần ấy, tôi lại phải đi xe máy. Trời mưa trời gió, anh ném tiền cho tôi đi taxi. Còn chiếc xe mà tôi mua bằng tiền của tôi ấy, thì anh lại chở trà xanh đi chơi. Anh là một người chồng quá tốt rồi đấy Cường ạ. Cô nói đủ chưa? Cô nghĩ không có cô, tôi không mua được xe chắc. Để tôi nói cho cô biết, tôi sắp lên chức trưởng phòng rồi, mà tôi cũng chán cái cảnh chó chui gầm trạng rồi. Tiện đây ấy, chia tay đây. Chị gái ơi, để em dạy chị một điều nhá. Là phụ nữ ấy, thì mình phải biết yếu đuối để cho đàn ông còn bảo vệ chở che nữa chứ. Với lại chị cũng phải tút tát nhan sắc, chứ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, bận tối tăm mặt mũi như chị ấy, chồng nào chẳng chán chẳng chê. Bình thường ấy, người ta phải bỏ tiền ra để nghe chị nói đấy. Nhưng mà hôm nay, để chị cho em nghe miễn phí nhá. Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc đâu. Hôm nay em xinh, mai sẽ có người xinh hơn. Hôm nay em trẻ, mai sẽ có người trẻ hơn em. Rồi đến một ngày em già nua, em xấu xí, em không còn tạo được cảm hứng nữa, thì em cũng chỉ là món hàng vô giá trị của người đàn ông thôi. Đấy chính là sự khác biệt giữa trà xanh ba xu và chính thất như chị đấy. Chị đang cay cú đấy phải không? Để tôi nói cho chị nghe nhá. Người ta bảo ý, trong tình yêu, kẻ nào mà không được yêu nữa ý, thì chính là kẻ thứ ba đấy. Thế nên ý, tôi hy vọng là chị sẽ buông tha cho anh Cường. Cô quên à? Tôi đã nói rồi, tôi đến đây không phải là để tranh giành. À,
Tiện đây có hai người, tôi nói luôn. Video mà hai người ân ái ở trên xe, tôi đã gửi hết lên công ty của anh rồi. Mà sắp tới anh lên công ty chắc là chật vật lắm đấy nhỉ. Cô dám? Sao tôi lại không dám? Tôi nâng anh lên được thì tôi cũng hạ anh xuống được. Mà sắp tới anh đã nghèo kiết xác rồi, không biết còn có ai đồng hành với anh không nhỉ? Cô bị điên à? Anh ta không có gì thì sao tôi phải theo anh ta? Chồng! Đây! Chồng! Sao anh ở đây ạ? Là tôi gọi chồng cô đến đấy. Đi về đây! Vợ ơi! Anh biết anh sai rồi. Là anh ngu. Anh bị mù mắt. Anh xin lỗi. Vợ tha lỗi cho anh lần này nhá. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ ngoan, lúc nào anh cũng đưa đón vợ. Vợ chỉ cần gọi một cái thôi là anh có mặt nhá. Có không giữ, mất đừng tìm. Con ơi!